Nó có đu gì móc không? Ui. Anh em. Thôi anh ăn đi. Thôi anh ăn rồi. Okay, okay. Rồi, để đi, để bố bắt trận đây. Tầm đầu này bắt đầu đam được con Camille nha anh em. Tầm đầu này bắt đầu thoải mái rồi. Làm cái nhanh đi. Chơi nhanh. Em đem lên với công ty của em này. Nó có đu gì móc không? Ui. Ăn em. Thôi anh ăn đi. Thôi anh ăn rồi. Okay, okay. Đánh tới luôn. Nhưng mà em không có tí đâu. Anh chờ. Ok được rồi, okay. Được rồi. Ô từ. Quyết định sao đấy thôi. Anh về top nhá, em ăn rồng đi. Anh về top cái. Okay. Và nếu thời gian quay lại đây, liệu trái tim kia có đổi thay? Ai à? Gì á? Má nó đầy anh. Cho anh bỏ luôn quá. Thì phải đéo được rồi, làm nhanh quá, làm nhanh quá. Để tới luôn đi em gì? Ok, em sau này. Ok. Đây giờ sẽ không lên. Đây em. Tali dài nha. Nó có mắt rồi, nó biết em từ lên rồi. Chết ngay rồi. Đấy, chết. Đấy, đó luôn đây. Em vừa flash qua lỗi quá. Nó hết người rồi. Ok. Em ăn thứ giả đi, anh đẩy luôn. Anh còn con lắc ở đây này. Mới lắc rồi phát chết luôn ta. Thì phải sợ quá. Ôi, cái thiểu dụng giết. Ôi, cái gì hết lẹp. Ê, chú giả em xứ bảy con gót. Từ, chạy lên. Đánh được, anh ơi, em có thể chuyển ra, em có thể chuyển ra. Ok. Từ rồi nhá, anh đẩy quay vào đấy. Cần đâu anh, bắt con lắc sẽ đeo, con lắc cân mạng, con lắc 800 tiền anh ơi. Ok. Vô vậy, vô kia. Hay à. Con nắc này còn sống dai quá anh ạ. Bắt đi bật toàn sốt đeo á, bắt hết đi rồi đồng đáng sao được. Toàn 600 tiền thôi. Thế hết rồi, thế rồi. Đam khảm lìn thật. Thằng bại 800, thằng bại 900 anh em à. Không, nó không làm gì đâu anh em ơi. Thằng Camille tầm này nó chỉ all in thôi. Nó không làm gì đâu, tí nó vào combat là phế mà. Tam hợp tí cầm vào combat mỏng dính anh em, bớt cái chết mà. Thằng Lắc mất lát tiếp nha em nhá. Ok.
Ok, nó giấy em nó lên toàn đem tí đá cái chết. Này anh đã qua được rồi, anh đã qua này. Chuẩn bị vào này, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Ấy chà. Mày nó yếu lắm anh ơi. Bỏ một trụ bot được em ơi, bỏ đi, bỏ đi. Ăn nhanh đi. Anh về luôn được đấy. Không cần đâu, mình cứ ăn đi, anh lấy Baron anh back về. Bỏ một trụ đi, anh về cũng thế mà, về cũng mất mà. Tại sao anh đi béo vậy mà lại gọi là anh đi còm á, thì hỏi anh đi. Mày làm sao, em ơi. Nó đỡ anh em ơi. Bên này đánh nhau to anh ấy. Khó khó để mà giết nó luôn đấy chứ. Nó hết rồi nha em nhá. Camille hết rồi, phế rồi. Ok, lấy con dòng đất này win này. Con này nó không có R, nó vào combat nào nó put mà. Ô, vào trận luôn này. Chết nó luôn đi. Không R đâu anh em. Phế vật mà, Camille không R phế vật. Chết rồi bố. Dòng đất đi, dòng đất đi. Dòng đất đi nghe. À, nói chung là mình phải lên cái này anh em. Mình phải lên cái này mình đánh với mấy thằng kia ấy. Chứ mình cứ bỏ qua Camille đi. Anh á, anh chơi với em Nguyễn. Tầm là trâu lắm rồi anh em ạ. Tránh con Camille ra thôi. Camille rất sát thành chuẩn. Ba cam máu dùng đất nhé. Thì ra anh không thua con Camille cái gì luôn đấy chứ. Mà đánh nhau vẫn thua cái lập ba nữa. Nó hiểu. Bị thật. Mà chắc nó xuất tay cái Q2 cũng 700 máu ấy chứ. Ồ, vừa lấy nó làm phát nghìn nghìn máu luôn đấy chứ. À, giờ có 4 dòng đất này khó các bạn ạ. Lên em ơi. Camille giết hết bên này rồi anh. À đây mình Camille tốt chết luôn rồi. Hay à. Không nhờ được, không nhờ được Camille này. Được không á? Hai. Hai Nam ơi. Hai Nam ơi. Đang sống chứ bộ. Căng nhở. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng 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 kênh của em Nguyễn rồi đấy. Chuẩn 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 anh em. Làm cái Baron nữa mới end được anh Duy à. Ừ, làm Baron đi, làm Baron đi. Anh có tên lên rồi. Lên đồ pháo giáp ở đây, đồ pháo giáp đây, thêm phục hận là đồ pháo giáp mà em. Anh sợ cái thiêu đốt của nó thôi. Tại vì mình cầm chinh phục mà anh em. Nó trích cái thiêu đốt nên là mình bị khó solo kill nó chứ. Con này không thiếu đốt má mình đi bẻ đầu. Để bẫy dừng nữa cho lên 16. Baron đi em ơi. Đang chờ team. Ê, em chạy mạng tốt đâu, em chạy mạng tốt đâu, anh bấm tê lê chết thằng kia luôn đấy. Ở đây có hai đứa này. Được anh, được anh, được anh, làm đi, làm đi, làm đi, làm.
Đây ra đây này, đây ra đây này. Em cứu được anh chứ. Lắc chết rồi, lắc chết rồi. Đây 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 đây. Em ăn với mọi người nha, anh back về nhá. Ok ok ok. Anh back về anh đẹp. Bốn em luôn này, bốn em luôn này, ok. Để anh thằng anh giữ ngoài cho. Trường hợp xấu là đánh thua trên này. Anh này cứ anh đi nhá. Anh không cho người về đâu. Cay không? Cầm biểu vội thế, cầm biểu vội thế. Cay đi, cay không? Anh bấm cái đồng hồ nó cút mà. Có cái vẹo gì? Sao?